Ây à, cậu mày định chạy đâu? À, định bắt nạt tôi à? Tôi với cả Lolita là cần hết đây. Sổ đập đẹp đến từ Lolita nhá. Ôi, ui, đầu game của nó đang đánh nhau khỏe anh em ạ. Ui, ui, con hơi lấy đầu game khỏe thế. Ui, lùi lùi cậu ơi, chưa đánh được cậu ơi. Ui, thôi xong rồi. Khiếp, tôi nhầm anh em ạ. Sao nó khỏe thế nhở? Kinh thật đấy cậu ạ. Vãi. Ui, con đưa lấy kìa. 704 không ạ? Ui, hỏi sao? Nhưng không sao anh em ơi. Cái việc mà cái con Hurley xanh như thế thì nó bình thường anh em ạ. Chúng ta chỉ cần kiên trì. Chúng ta chỉ cần kiên trì và đợi một cái thời điểm đấy anh em ạ. Từ từ nha, chúng ta phải đợi một cái thời điểm đấy. Đấy rồi, thời điểm này. Thời điểm mà Hurley nó tự nhiên yếu không ạ? Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Thì dạo gần đây, nếu như anh em nào mà có xem cái channel của Mỡ ấy, thì anh em đều biết là Mỡ rất thích chơi cái vị tướng Pháp Sư Hurley. Bởi vì cái con Pháp Sư Lai Sát Thủ Hurley đấy là một trong những cái vị tướng rất mạnh ở giai đoạn đầu và giữa game, với cái khả năng sốc đam kèm theo đó là cái sự ganh và cái sự cơ động đến từ cái vị tướng Pháp Sư này. Nhưng dạo gần đây anh em biết tại sao không? Dạo gần đây Mỡ không có hay chơi Hurley nữa. Hay nói cách khác là Mỡ cảm thấy cái con Hurley này nó đang có một cái vấn đề. Vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây đó chính là có thể anh em sẽ có được những cái việc ăn được mười mấy hay mấy mươi mạng trong một trận đấu. Nhưng ăn mạng để làm gì? Khi mà anh em về lết, anh em sẽ tự nhiên phế và anh em sẽ thua. Ê, không biết anh em nào mà đã chơi qua cái vị tướng Hurley và anh em có cái cảm giác đấy không? Vậy thì ngày hôm nay Mỡ sẽ mang đến cho anh em gameplay khi mà team bạn có một cái vị tướng Hurley. Còn cá nhân Mỡ thì sẽ sử dụng một trong những cái vị tướng Pháp Sư có khả năng đi rừng và rất mạnh về giai đoạn lên game. Đó chính là cái vị tướng Cyclops. Đấy, trước đây là Mỡ có làm cho anh em về cái vị tướng Cyclops cầm bùa mê hoặc, cầm tụ cầu năng lượng rồi. Nhưng mà ngày hôm nay mục đích của Mỡ là muốn mang đến cho anh em một phần là sức mạnh của cái Cyclops, và một phần đó chính là về cái vị tướng đi rừng bên phía của team bạn, vị tướng Pháp Sư sát thủ đi rừng. Đó chính là cái vị tướng Hurley. Chúng ta đều đồng tình với nhau một cái quan điểm rằng đó là cái con Hurley là một trong những cái vị tướng có khả năng dồn đam rất mạnh ở giai đoạn đầu và giữa game một cách rất là an toàn. Nhưng cuối game tại sao nó lại phế? Đúng anh em ạ, cuối game cơ bản là cái con Hurley tự nhiên nó phế. Nó tự nhiên yếu đi rất nhiều. Và nếu như anh em nào có bảo là hay là do con Hurley nó chơi kém, hay là do cái con Hurley này nó bán đồ. Vâng, xin thưa là không phải anh em ạ. Cái lý do mà cái con kia con Nana nó lại ăn mất bùa đỏ của Mỡ rồi. Bùa rùa của Mỡ rồi, Mỡ lại hết trừng phạt anh em ạ. Vâng. Thì anh em có thể nhìn thấy giai đoạn đầu game sát thương đến từ con Hurley nó quá là kinh khủng. Nó dồn có khi gọi là một combo của nó có thể tiễn được Mỡ lên bàn điểm số với cái vị tướng Cyclops. Nhưng mà càng về cuối game thì cái ngưỡng sức mạnh của Hurley nó càng yếu đi. Vậy thì những lý do nào nó làm nên cái việc Hurley càng về cuối game cái ngưỡng sức mạnh nó càng yếu đi ạ? Thứ nhất, đầu tiên cần phải nói đó chính là cái sự xuất hiện của những cái món trang bị kháng phép như là cái khiên thần và cái giáp hoàng kim. Nếu anh em thấy một cái con Hurley nó đang quá xanh, đừng quá sợ hãi. Hãy ưu tiên lên cho mình đó là cái giáp hoàng kim và cái khiên thần Athena. Đảm bảo sau khi anh em lên được một món trang bị đó hoặc lên được cả hai món trang bị đó, sát thương của Hurley sẽ mất sạch. Mỡ xin được nhắc lại với anh em là mất sạch nhá. Nó không có một tí sát thương nào đến từ cái combo chiêu 2, chiêu 3 và chiêu 1 của cái vị tướng Hurley cả. Khẳng định với anh em là như vậy luôn, Hurley nó sẽ phế từ giai đoạn đấy. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai đó là về giai đoạn late game, là cái giai đoạn mà những cái vị tướng cần phải farm đầu game nó bị yếu đầu game, giống như là Mỡ sử dụng cái vị tướng Cyclops này này. Nó đủ đồ rồi, nó đủ sát thương rồi, nó đủ máu rồi. Ở cái thời điểm đó, Hurley không thể dồn đam một combo kết liễu đi được những cái vị tướng này, bởi vì vất rất nhiều những cái món trang bị như là gì? Đồ kháng phép này, thiên thần Athena, giáp hoàng kim này, rồi thì quyền trượng mùa đông này. Đấy, hoặc là bản thân nội tại của những cái vị đó nó đã cứng rồi, cái chất tướng nó đã cứng lên rồi. Thì chắc chắn Hurley sẽ không thể nào một combo để dứt điểm đi được team bạn về giai đoạn late game. Cho nên nếu như mà anh em nào mà xác định chơi cái con bài Hurley ấy, mà kéo game về late, thì xin thưa với anh em, Hurley không phải là vị tướng thiên về late game, và chắc chắn anh em sẽ có tỷ lệ thua cực kỳ cao. Nếu anh em sử dụng cái vị tướng Hurley và kéo game về cuối, tỷ lệ thua nó phải lên đến hơn 80% anh em ạ. Bởi vì về late game thì Hurley không có một tí đam nào cả để mà có thể dồn sát thương cho cái bối cảnh mà team của anh em nó biết
là cái sát thương phép thuật của Hurley là rất mạnh. Nó lên những cái món trang bị để mà thủ kháng phép kiểu như Thiên Thần Athena này, Giáp Hoàng Kim này, cầm luôn cả áo choàng tiên tri luôn đi. Xong rồi đấy, với ba cái món đồ thủ phép như thế thì chắc chắn là cái nguồn sát thương đến từ Hurley là nó bằng không luôn anh em ạ. Rồi thì ở trong trận đấu này anh em có thể nhìn thấy được, bây giờ mới chỉ là giai đoạn đầu game mà thôi. Sát thương đến từ Hurley vẫn đang là quá kinh khủng. Trận đấu này team bạn vẫn đang đánh rất hay như anh em có thể nhìn thấy. Team bạn đang dẫn trước team ở tới 4 mạng và thậm chí ở thời điểm hiện tại đã đến 5 mạng rồi. Hurley đang có thể nói là làm chủ trận đấu. Vị tướng pháp sư này bên vị tướng sát thủ này bên phía team đánh quá hay. Ui, 704 cầm trượng học giả đũa phép ánh sáng. Kinh chưa anh em? Phút thứ 7, 7 mã hạ gục là Hurley bên phía của team bạn. Rồi. Nhưng mà từ từ anh em ạ, mỡ vẫn còn một cái niềm tin ở đây, đấy chính là late game thì mới nói chuyện. Đấy, cho nên là trận đấu này chúng ta không cần phải gọi là đầu hàng gì cả. Chúng ta cứ chầy cố mà chúng ta chơi thôi. Ở thời điểm hiện tại mỡ đi rừng đến từ Cyclops và mỡ vừa farm mới đi đánh nhau thì ở thời điểm hiện tại mỡ cũng đã có được tới 3 mã hạ gục ở trong cái trận đấu này rồi. Và tầm này tiếp tục gọi là đi farm để mà có đồ thôi. Tầm này thì cố gắng sẽ lên thiên thần, mỡ lên thiên thần rồi anh em nhá. Bây giờ mỡ sẽ lên những cái món trang bị cần thiết khác để cho cái con Hurley này nó khỏe. Nói chung là với quan điểm cá nhân của mỡ thì để mà counter con Hurley thì chỉ cần một mình cái thiên thần mà thôi. Còn lại thì không cần cái món đồ thủ khác nào cả. Còn nếu như về late game thì team bạn sát thương phép nhiều quá thì anh em có thể lên cả cái Giáp Hoàng Kim cũng được. Đó ok. Uầy, Hurley vẫn đang chiến công huyền thoại. Anh ta vẫn đang cần team mỡ ở thời điểm hiện tại, vẫn đánh rất gắt. Trận đấu này Hurley đánh hay. Và team mỡ dẫn trước team bạn lên đến tận 6 mạng hạ gục rồi. Và mỡ thì vẫn đang gọi là cố gắng đuổi lên, dồn theo vị trí của Lolita kèm theo đó là Verlia. Ở đây là có Hurley này. Một tình huống tích lực giam cầm chúng vào Hurley. Mỡ sẽ đẩy lên, không biết là có ai dồn đam theo mỡ không. Chưa đủ đam anh em ạ. Rồi, tôi biết ở trong trận đấu này tôi sẽ phải lên gì rồi anh em ạ. Sau khi mà mỡ lên thiên thần xong nhá, thì mỡ sẽ phải lên cái vòng hóa hồn để mà counter đi cái khả năng hồi máu đến từ vị trí của Florin. Ôi nhưng tuy nhiên cái góc này mỡ không về được rồi. Tôi bị bánh mì kẹp thịt rồi anh em ạ. Verlia bây giờ thì mới chạy ra đường đấy thì sống kiểu gì. Thôi xong, lên bảng điểm số mạng của đó là Lapu Lapu. Game đấu này căng anh em ạ, game này rất căng luôn. Team bạn hơn team mỡ lên đến 7 mã gục rồi. Nhưng mà bây giờ mà đánh vớ vẩn thì tí nữa là thua đấy. Cho nên là trận đấu này vẫn còn cơ hội, cá nhân mỡ nghĩ là như vậy. Còn nước thì chúng ta còn tát mạnh ở đằng khác đi anh em ạ. Rồi ok, lùi được về một nhịp. Sau đó quay trở lại dùng skill để mà cấu rỉa lại các thành viên bên phía của team bạn đang tập trung vào đường giữa như Lapu Lapu, Florin hay là Nana. Ui châu đạp Florin về ở góc xấu vãi hò. Nhưng không sao cả anh em ạ, miễn đừng có ai chết trong cái quá trình thủ nhà này là được rồi. Mỡ sẽ dùng cái bộ skill mình để mà đi đép nhà. Thì trận đấu này thì mỡ sẽ chơi thử một cái bộ, đó chính là bộ hỗ trợ anh em nhá. Bộ Cyclops lên hỗ trợ. Đấy, nó sẽ có thêm khả năng hồi mana và tăng tốc độ di chuyển. Nhưng bù lại sát thương nó đang hơi yếu đi một chút, mỡ muốn thử nghiệm mà thôi. Rồi bây giờ thì team của mỡ đang bị đẩy rất mạnh ở cả đường trên lẫn đường giữa. Nhưng tuy nhiên mỡ có mặt ở đây, mỡ phát hiện ra được Leslie vừa mới hết ẩn thân. Chói chân Leslie đến từ cái tinh lực giam cầm và tiễn xạ thủ team bạn lên bảng điểm số mạng thứ tư của mỡ rồi. Cái game đầu này anh em cố lên, con thờ là con gỡ. Ai da, có con Nana đi đẩy nhà lẻ anh em ạ. Cái con khán nộn này, con cờ hó này đi đẩy nhà lẻ. Ừ mày tốc biến chưa, tốc biến đi đâu? Đặt Molina làm cái gì, dãy ruộng nữa đi. Ôi, nó dậy nhanh thật anh em ạ. Ui, tôi vừa định dùng chiêu cuối thì đã có cái hỏa tiễn đến từ Verlia. Verlia có vẻ là khá duyên với những cái hỏa tiễn anh em ạ. Ok, rồi, ở thời điểm hiện tại phút thứ 12. Trận đấu này thì mặc dù team bạn đã bị lủng hai lane, nhưng mà mỡ chưa hết hy vọng anh em ạ. Cái game đấu này mỡ chỉ cần có đủ đồ thôi là team bạn nó bắt đầu thua. Đây rồi, một tình huống mà Hurley đánh rất chủ quan. Anh ta bị giữ lại đến từ linh tinh giam cầm và sau đó ui anh ta bị shut down. Đây rồi, đây rồi, bước ngoặt của trận đấu đây rồi anh em ạ. Cho dù team bạn nó xanh đến đâu nhưng chỉ cần nó mắc một lỗi thôi là hoàn toàn trận đấu này mỡ có thể là được kèo anh em nhá. Với cái việc mà Hurley lên bảng điểm số thì team mỡ đang có lợi thế hơn về mặt gọi là kiểm soát đi bùa bên phía phần rừng của team bạn. Và mỡ tầm này skill là đủ to rồi. Lapu Lapu có mặt ở đây, anh ta chưa tưởng tượng được cái chiêu cuối của Lolita đập vào, anh ta lên bảng điểm số. Tiếp đến là Nana double kill. Thôi xong rồi, tôi cầm được cái món đồ này là thôi xong rồi. Đến thời điểm hiện tại là xin được thừa nhận với anh em rằng là Hurley tự phế. Hurley đã chính thức trở thành phế vật ở thời điểm hiện tại. Đồng hồ nó đã điểm sang phút thứ 13 rồi. Bây giờ team bạn nó sẽ không còn một cơ hội nào để mà cái con Hurley nó có thể dồn sát thương lên được mỡ cả. Khi mà mỡ đã có được trong mình đó là những cái món đồ chống chịu, có được trong mình đó là cái những cái món đồ để mà có thể gọi là khắc chế đi được, đó là cái vị tướng Hurley. Hurley tầm này không muốn ra khỏi nhà, không dám ra khỏi nhà nữa luôn.
đành phải cử Florin với cả Leslie đi, nhưng mà đâu có ăn thua đâu anh em. Hurley bây giờ mới ra này, anh ta không dám ra một cái hổ báo, anh ta ra rất giòn rén. Và quan trọng hơn là anh ta đang đánh cùng với đồng đội của anh ta, chứ không phải là ra lấy đi cho mình đó là cái clot này. Và cái clot này nó sẽ của team mỡ. Đây rồi, có được cho mình đó là cái clot này rồi. Và sau đó sẽ là dồn tinh lực giam cầm vào Leslie. Leslie lên bảng rồi, đánh đi công ơi. Team nó hết đam rồi. Ui sao thằng clot đi bắn lính này như nào. Phải hồ, đang đánh nhau ban căng, thằng clot nó chạy ra nó đi bắn quái rừng anh em ạ. Tục thì đừng hỏi luôn. Mặc dù cái trận đấu này mỡ nghĩ là có thể lật được kèo, nhưng mà KDA nó vẫn đang bị dẫn trước anh em ạ. Mỡ sẽ chỉnh lại một chút xíu về Selendo của mỡ nhá. Cái game đấu này căng quá các ông ơi, căng cực căng. Mỡ có mặt ở đây, dồn sát thương vào Hurley, anh em thấy không ạ? Bây giờ Hurley nó không dám đứng lại combo mỡ, bởi vì bây giờ con Hurley combo không cố đam. Hurley đã phải lên bảng điểm số rồi. Hurley đã thực sự trở nên phế vật ở trong những cái giờ phút còn lại của trận đấu này rồi. Và bây giờ thì team mỡ bắt đầu đẩy một tình huống chói tinh lực giam cầm, và Leslie càng chạy xa càng bị chói lâu. Bị mỡ dồn sát thương, Leslie lên bảng điểm số. Tiếp tục là mạng thứ tư của team bạn đã bay màu, chỉ còn duy nhất một mình Nana mà thôi. Nhưng có lẽ là không ăn thua, bởi vì cái trụ đường giữa nó sẽ bị nổ chỉ trong tích tắc nữa thôi. Như vậy là đã xong rồi. Tiếp đến mỡ sẽ nhồng lên đường trên anh em nhá. Trụ đường trên cũng đã nổ, chỉ duy nhất một mình Nana để thủ ba đường. Ôi ai bắt Loli của tôi lao động cực nhọc thế, căng thẳng quá anh em ạ. Nhưng mà thôi không sao, như vậy là team bạn nó cũng đã đem được thành công. Và team mỡ cũng đã lùi về để lấy đi cho mình đó là cái con lot này. Ở thời điểm hiện tại team bạn bị lủng ba len, với cả tụi nó không có một cái gì có thể đánh ngang hàng được với chúng ta, cho nên là tụi nó quyết định đứng lùi về để mà cố gắng sử dụng Leslie để mà có được những team lật kèo. Nhưng mà bạn ơi, tầm này ra đánh nhau ăn được ai. Rất cứng đến từ Florin, nhưng mà tôi cũng cứng chẳng kém. Ui Hurley kìa, ui Hurley nhảy lên nhưng đánh chẳng mất bao nhiêu máu. Mỡ vẫn đang cân 2 cân 3 ở trong cái tình huống này, và có thể nói là rất là khỏe luôn anh em ạ. Đấy, tầm này team bạn thì chắc là chịu rồi. Tranh nhau đâu đấy nó rơi vào khoảng một mạng không thôi, nhưng đánh nhau tử tế thì chưa chắc là các bạn đã ăn tôi đâu. Vâng, bây giờ thì Lord đang được triệu hồi ở đường giữa, mang theo đợt lính được cường hóa. Bây giờ mà team bạn muốn thắng nhá, thì team bạn phải có được cho mình một cái gọi là con nào để nó xanh chín đấy thì mới thắng được cơ. Chứ bây giờ team bạn nó có cái con Hurley xanh nhưng mà chưa đủ anh em ạ. Với Hurley xanh không thì không đủ. Hurley sẽ cần phải gọi là đánh rất nỗ lực. Nhưng vấn đề ở đây là tôi không biết nỗ lực bây giờ có còn tính được nữa không. Nhưng lót bên phía của team mỡ nó đã lên mất rồi. Và bây giờ thì trận đấu này nó đang dần đi đến hồi kết. Một trận đấu quá vất vả dành cho team bạn. Vâng, và liệu rằng có được một cái động thái thủ lót được thành công không? Câu trả lời đây là không. Lapu lên bảng điểm số. Và như vậy là trận đấu này nó đến hồi kết rồi anh em ạ. Trên đây là toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về Cyclops. Và anh em thấy chưa, nếu anh em gặp team nào mà có Hurley, đừng bỏ cuộc, đừng đàn trí vội, bởi vì về lên game con Hurley là phải cực kỳ luôn anh em ơi. Nếu anh em thấy video clip này thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like đăng ký kênh nhá. Peace.